chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh YouTube Nhà Báo Anh Ngọc. Và mình muốn hỏi luôn các bạn, cảm giác của các bạn sau trận đấu ngày hôm qua giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Hàn Quốc là như thế nào ạ? Sau trận đấu thì mình đọc được rất nhiều những lời ngợi ca các cầu thủ của chúng ta ở trên mạng xã hội. Sau trận đấu chúng ta hòa với cả đội tuyển Thái Lan 2-2, chúng ta bước vào trận đấu với cả đội tuyển U23 Hàn Quốc với một tâm thế có thể nói rằng là cực kỳ thoải mái, cực kỳ thảnh thơi. Và mặc dù đối thủ được đánh giá là cao hơn chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chơi một thứ bóng đá và khiến cho đội bạn phải nể phục. Nếu như ở tình huống cuối cùng mà Dũng Coi Nho ghi được bàn thắng thì có lẽ là mọi chuyện nó cũng sẽ khác rất là nhiều. Và sau trận đấu thì báo chí Hàn Quốc cũng dành cho chúng ta những lời ca ngợi. Và những từ mà mình đọc được ở trên mạng xã hội sau trận đấu ngày hôm qua là gì? Đó là tự hào, đó là ngưỡng mộ, đó là tuyệt vời quá Việt Nam ơi, đó là hay quá các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta ơi. Và thậm chí có những lời như thế này là đội tuyển quốc gia của chúng ta đã hòa trên đất Nhật Bản thì không có lý do gì đội tuyển U23 của chúng ta lại không có thể hòa với U23 Hàn Quốc ở trên sân Trung Lập cả. Trên thực tế điều đó đã diễn ra. Có một con số thống kê cho rằng là đội tuyển chúng ta luôn luôn thất thế, luôn luôn thất bại trước các cầu thủ đội tuyển U23 Hàn Quốc. Ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia cũng vậy, Hàn Quốc luôn luôn là một trái núi lớn lao đối với chúng ta. Đó là một nền bóng đá phát triển cực kỳ mạnh ở khu vực châu Á, một nền bóng đá mà hầu như chưa vắng mặt lần nào ở World Cup trong những năm đấu vừa qua. Nhưng trên thực tế thì hôm qua chúng ta đã hòa được với họ. Cụ thể là ở vòng loại U23 châu Á diễn ra vào năm 2018, vào tháng 7 2017 thì U23 Việt Nam đã thua U23 Hàn Quốc 1-2 trên sân Thống Nhất. Và bàn duy nhất của các cầu thủ chúng ta thì do công của Công Phượng Vi ghi này. Sau đó nửa năm thì Công Phượng và đồng đội lại gặp lại U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết tại Thường Châu của Trung Quốc. Ở trận đấu đó thì U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chơi rất là hay và dẫn trước đối thủ với tỷ số là 1-0 nhờ công của Quang Hải. Nhưng sau đó thì chúng ta đã để thua 1-2. Và chúng ta đã biết rồi, đó là một hành trình lịch sử. Sau đó chúng ta đã vào tới tận trận chung kết và giành huy chương bạc. Thì đội tuyển Olympic Việt Nam là lứa U23+3 đã thua Olympic Hàn Quốc với tỷ số là 1-3 ở trận bán kết. Ở trận đấu thì các cầu thủ Hàn Quốc đã dẫn chúng ta 3-0 và cuối trận thì Trần Minh Vương đã gỡ lại một bàn bằng một quả đá phạt rất là tuyệt. Như vậy là chúng ta có thể coi trận hòa 1-1 với Hàn Quốc ngày hôm qua là một kết quả có thể nói là mang tính lịch sử, một chiến tích rất lớn đối với các cầu thủ Việt Nam của chúng ta. Trong lịch sử trước đó, các đội tuyển của chúng ta mới chỉ thắng được Hàn Quốc có một lần thôi. Đó là vào tháng 9 năm 2003 ở vòng loại Asian Cup 2004. Thì vòng loại đó diễn ra ở Muscat của Oman và mình là nhà báo Việt Nam duy nhất có mặt và mình chứng kiến các cầu thủ của chúng ta đã thắng đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số là 1-0 bằng bàn thắng duy nhất do công của Phạm Văn Quyến. Hôm ấy Quyến béo đã ghi một bàn thắng rất đẹp sau đường truyền của Tuấn Phong. Và trong cả trận chúng ta cũng chỉ có đâu đó 1-2 cú sút trúng đích thôi. Họ sút chúng ta 20 lần nhưng họ không ghi được bàn thắng và chúng ta giành được chiến thắng. Và trận hòa ngày hôm qua, tức là sau gần 20 năm, chúng ta mới lại có một kết quả tốt với một đội tuyển của Hàn Quốc, dù đó chỉ là đội tuyển U23. Tuy nhiên sau trận đấu thì huấn luyện viên Gong Okyun, một huấn luyện viên người Hàn Quốc đang dẫn dắt chúng ta thay thế cho huấn luyện viên Park Hang-seo thì đã có những phát biểu gây bất ngờ cho người hâm mộ. Ông ấy nói rằng là xin trích dẫn là tôi đã có kế hoạch thi đấu trước U23 Hàn Quốc. Tôi rất cảm kích các cầu thủ vì trận đấu này, họ đã làm hết mình vì kết quả này. Tôi không tính hòa Hàn Quốc. Tôi nói với các cầu thủ trận này là phải chiến thắng. U23 Việt Nam không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi nói họ hãy thử thách bản thân, chiến đấu hết mình và giành chiến thắng. Như vậy là mục tiêu của huấn luyện viên Gong Okyun đó là giành chiến thắng. Và suýt nữa chúng ta đã làm được điều này rồi. Trên thực tế thì huấn luyện viên Gong Okyun là người được huấn luyện viên Park Hang-seo tiến cử cho cương vị thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải châu Á U23 lần này. Và bản thân thầy Gong tiếp tục thể hiện sự trân trọng và đó là điều rất là tốt. Ông ấy tiếp tục học hỏi người tiền nhiệm và chứng minh qua nét dụng binh của mình. Trên thực tế là ông Gong ấy áp dụng một cái lối đá hoàn toàn khác hơn một chút dựa trên phòng ngự. Như chúng ta cũng có những thời điểm chúng ta đã chơi pressing cực kỳ hay. Huấn luyện viên Gong Okyun tiếp tục kế thừa lại thứ bóng đá được coi là bản sắc của bóng đá Việt Nam trong những năm qua, đó là lối chơi phòng ngự phản công rất là khó chịu. Và trong hiệp 1, mặc dù không tung ra được đội hình mạnh nhất nhưng U23 phản Hàn Quốc vẫn là người dễ dàng cảm xuất thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 75%. Nhưng ở trận đấu này thì cặp trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Bình đã chơi rất là tốt. Họ đã đọc được các tình huống tấn công của U23 Hàn Quốc trong khi các cầu thủ hậu vệ biên là Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài cũng hỗ trợ rất là kịp thời. Ngoài ra, thủ môn Quan Văn Trần cũng đã chơi rất hay ở trong trận đấu này. Nói về Vũ Tiến Long thì chúng ta có rất nhiều những lời có thể ca ngợi, thậm chí là
sau trận đấu có rất nhiều những so sánh, có cả những so sánh đối với Pavard của đội tuyển Pháp trong trận đấu với cả đội tuyển Argentina. Có những người lại còn so sánh với cả Roberto Carlos, có những người so sánh với Van Basten. Nhưng dù so sánh thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một khoảnh khắc lịch sử, một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của hậu vệ trẻ Tiến Long. Đó là bàn gỡ 1-1 ở phút thứ 83, và cầu thủ sinh năm 2002 có một cú vuốt máng ngoài chân phải rất đẹp làm tung lưới thủ môn Ngô Đông Minh. Sau trận đấu thì Tiến Long nói rằng là trích dẫn: huấn luyện viên Gong Okyun có đấu pháp rất rõ ràng cho chúng tôi phải chơi tấn công Hàn Quốc và chơi theo cách của mình. Khi có bóng chúng tôi phải tổ chức phản công nhanh. Huấn luyện viên tin tưởng nên chúng tôi rất nỗ lực. Anh nói tiếp: ở tình huống đó bóng đến thì tôi sút luôn chứ không cần chần chờ suy nghĩ gì nữa. Đó là bàn thắng quan trọng với đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi rất vui với kết quả này. Đây là thành công chung của cả đội. Chúng tôi cố gắng chơi tốt trận cuối để vượt qua vòng bảng. Bây giờ thì chúng ta đã có được 2 điểm sau 2 trận hòa và hiệu số của chúng ta là 0. Trong khi đó thì kết quả của Thái Lan với U23 Malaysia, một chiến thắng 3-0 dễ dàng của U23 Thái Lan mà đã giúp cho họ cùng với đội tuyển U23 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng của vòng chung kết lần này. Và hiện tại thì Hàn Quốc cũng như là Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 lượt trận. Và hiệu số của họ cùng như nhau, đó là dương 3. Và ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào tối thứ năm này thì họ sẽ gặp nhau. Trong khi đó chúng ta sẽ đấu với cả đội tuyển U23 của Malaysia. Vậy thì chúng ta hãy cùng hình dung ra một kịch bản nào để chúng ta có thể đi tiếp hay không. Đương nhiên có rất nhiều người tiếc nuối nếu như ở tình huống cuối cùng, cú sút của Dũng Phao Nho chính xác, chúng ta chiến thắng với tỷ số 2-1 thì có lẽ là mọi chuyện tốt hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ với việc chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng và kém hai đội đầu bảng 2 điểm ấy, thì chúng ta không còn quyền tự quyết nữa. Và việc chúng ta có đi tiếp vào vòng knock-out hay không thì còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Ở đây như vậy là kết quả của chúng ta, xin nhắc lại là kết quả của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Cho nên điều quan trọng là một trong những điều quan trọng nhất ở trận đấu với cả đội tuyển U23 Malaysia là chúng ta phải thắng. Trong khi đó chúng ta chờ một kết quả thích hợp, phù hợp với chúng ta ở trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Còn bất kể một kết quả nào đó, hòa hay là thua U23 Malaysia, thì chúng ta có thể chắc chắn là sẽ bị loại. Chắc chắn không phải có thể nữa, chắc chắn sẽ bị loại. Ở đây nếu chúng ta đặt ra khả năng là U23 Việt Nam chúng ta thắng đội tuyển U23 Malaysia thì có các kịch bản diễn ra sẽ như sau. Nếu trận đấu giữa Hàn Quốc và Thái Lan có kết quả là thắng thua, bất kể đội nào thắng hay thua mà chúng ta thắng Malaysia, thì chúng ta và đội thắng ở trận đấu giữa Hàn Quốc và Thái Lan sẽ vào được vòng sau. Nếu như Hàn Quốc hòa với Thái Lan thì khi đó cả Việt Nam, cả Thái Lan và Hàn Quốc cùng được 5 điểm do bằng nhau ở hiệu số đối đầu giữa ba đội, cho nên là yếu tố ghi bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ được tính tới. U23 Việt Nam có 3 bàn thắng vào lưới của hai đối thủ. U23 Thái Lan và Hàn Quốc trước lượt trận cuối cùng cũng ghi được lần lượt là 2 và 1 bàn. Điều này đồng nghĩa với việc là nếu trận đấu giữa Thái Lan và Hàn Quốc kết thúc với tỷ số là 0-0 hoặc 1-1 thì Việt Nam chắc chắn đi tiếp. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số là 3 bàn trở lên, tức là 3-3, 4-4, 5-5 gì đó, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại bất chấp số bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Malaysia. Có khi 100 bàn thắng đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn sẽ bị loại. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 giữa Hàn Quốc và Thái Lan thì U23 Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có cùng hệ số đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đều là 3-3. Lúc này thì số bàn thắng ghi được trong toàn bộ các trận đấu sẽ được tính tới. Hàn Quốc trong trường hợp này sẽ có hiệu số là dương 3, trong khi đó thì Việt Nam vẫn đang có hiệu số là 0. Nếu U23 Việt Nam thắng Malaysia cách biệt ít nhất là 4 bàn thì thầy trò huấn luyện viên Gong chắc chắn sẽ đi tiếp. Nếu thắng Malaysia cách biệt 3 bàn và ghi từ 5 bàn trở lên, U23 Việt Nam cũng sẽ đi tiếp. Tuy nhiên điều này cũng không hề dễ dàng một chút nào cả. Trong trường hợp Việt Nam và Hàn Quốc có cùng hiệu số là 7-4, tức là 7 bàn thắng ghi được và 4 bàn thua, thì yếu tố fair play sẽ được tính tới. Hiện tại U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế trước Hàn Quốc khi mà đội bóng xứ sở Kim Chi chỉ có cầu thủ nhận thẻ đỏ. Và trong khi đó thì huấn luyện viên Gong, các thầy trò huấn luyện viên Gong mới chỉ có một thẻ vàng mà thôi. Tóm lại là trận đấu tới của chúng ta, trận đấu cuối cùng của chúng ta trong bảng với cả đội tuyển U23 Malaysia, chúng ta phải thắng trong khi chúng ta chờ kết quả giữa U23 của Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Và mình xin nói lại với mọi người rằng là dù kết quả của trận đấu của chúng ta với Malaysia cũng như là kết quả của trận đấu giữa Thái Lan cũng như là
Hàn Quốc như thế nào, liệu chúng ta có vào được hay không hay là chúng ta bị loại, thì chúng ta cũng sẽ rất vô cùng tự hào về những gì chúng ta đã được chứng kiến. Đây là một đội tuyển U23 mạnh mẽ về mặt tinh thần, có một đấu pháp rất là rõ ràng, chơi phòng ngự tốt, phản công nhanh và không ngần ngại, không lo sợ bất cứ một đối thủ nào cả. Đó là điều mà chúng ta đã làm được với cả đội tuyển U23 Thái Lan, được đánh giá cao hơn rất là nhiều, và đó cũng là điều mà chúng ta đã làm được với cả các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta ở trận đấu cuối cùng là chiến thắng và chờ đợi xem điều gì có thể xảy ra. Và xin nhắc lại, dù chúng ta có vào được vòng knockout hay không thì mình cũng sẽ rất là tự hào, và mình nghĩ rằng là các bạn cũng nghĩ như vậy. Và chúng ta hãy cùng chúc những điều tốt đẹp nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu tiếp theo với cả đội tuyển U23 Malaysia. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những clip tiếp theo của kênh YouTube Nhà Báo Anh Ngọc.